Chúng ta có hai cái loại phước, một cái loại gọi là phước thiện và một loại là phước trí. Cái phước thiện để cho mình đó, có nơi ăn chốn ở, có tiền, có bạc, có sống với những người mà người ta đối với mình bằng cái tình thương, có thể nâng đỡ nhau, có thể bảo bọc nhau để mà sống yên ổn với nhau, đó là cái thuộc về cái phước thiện. Nhưng mà cái phước trí á, nó sẽ giúp cho mình, giúp cho chúng ta nhận ra rằng chúng ta có mặt trong đời này để chúng ta gieo trồng tất cả những cái nhân lành và tất cả những cái thiện lành mà chúng ta có được trong vô lượng kiếp chúng ta tạo tác được mới được làm người. Đó là cái pháp thiện và thiện trí, hai cái này. Ngoài ra không có gì hết. Còn nếu chúng ta không nhận ra đó thì chúng ta sẽ bị cột trong cái ái luyến này. Chúng ta luyến cha, luyến mẹ, ai luyến anh, luyến em, luyến con, luyến cái, luyến chồng, luyến vợ, luyến nhà, luyến cửa, luyến tài sản, sự nghiệp, luyến công danh, chúng ta luyến đủ thứ. Mà chúng ta không nhận ra rằng đó là những cái phương tiện, đó là những cái điều kiện để cho chúng ta phát triển cái phần tốt đẹp của chúng ta. Và khi chúng ta không nhận ra như vậy đó, thì chúng ta sẽ bám lấy tất cả những cái đối tượng mà đem lại cái sự tốt đẹp chúng ta, là cái phước báo nó trổ xanh đó, thì chúng ta bám vào. Có bao giờ chúng ta nghĩ một người có phước như mình á chết làm ma không? Tại vì nơi đây nó bám, nó thành ma chỗ đó. Và khi nó không chấp nhận, nó phản ứng dữ dội lên, thì lập tức từ ma nó thành quỷ. Còn không, nó cứ khóc than, nó cứ rền rĩ mà không hiểu tại sao, bởi vì nó đã bị che khuất bằng cái si. Cho nên hãy nhìn ngay cái hiện tại chúng ta luyến với ai mà nó thành nghiện. Có những người già rồi đó thì luyến cháu nội cháu ngoại nó thành nghiện luôn. Tại vì xa nó chịu không nổi, nhớ nó chịu không nổi. Thì chúng ta hãy coi chúng ta đang bám cái gì. Chúng ta nghĩ mình từ bỏ được không? Nếu mình từ bỏ được mình khó, còn không con đường khổ cảnh sẽ rơi xuống. Sư cô giảng cái này nhiều là bởi vì sư cô hiểu rất rõ rằng phần lớn chúng ta chết là rơi vào cái cõi của nguyện khổ đó. Phần lớn, cái phần lớn mà Đức Phật nói rằng đó là con người mà lúc mà thân hoại mạng chung đó thì đi tái sanh đó, mà để thành ra con người với chư thiên rồi nó ít như là hai cái sừng ở trên con bò. Còn rơi xuống các cái cảnh khổ đó, ngoài những cái ác nghiệp thì chúng ta ai cũng nhận ra được rồi. Người này đi địa ngục là biết rồi, người này đi Atula là biết rồi. Còn rơi vào cái ma quỷ này nó chiếm một cái phần là hơn 2/3. Mà chỉ vì nó bám dính vào thôi, chỉ nó không nhận ra thôi. Và khi mà chúng ta đó là có một cái thói quen bám vào cái gì đó thì nó cũng đi theo những cái đó đó, nó làm cái niềm khao khát, nó cháy bỏng ở trong tâm khát, và người ta gọi nó là cái khát vọng, đủ thứ khác cả. Và nó thêm một chữ nữa là nó đói nữa, tại vì nó không bao giờ cảm thấy đầy đủ cho nên có nghĩa là nó đói. Và nó khát, nó cháy bỏng ở trong tâm của nó, cháy bỏng cả cái cổ, cháy bỏng cả cơ thể của nó, là bởi vì nó thèm muốn, thèm muốn những cái sự thụ hưởng này. Và mỗi người có cái thèm muốn khác nữa, không ai giống ai cả. Và chúng ta có nhận ra điều đó nơi mình không? Nếu chúng ta nhận ra điều đó nơi mình, bây giờ chúng ta có sửa đổi không? Nếu chúng ta không sửa đổi thì con đường của quỷ khổ là con đường sẽ hiện hình.